Chương 45. Chuyến đi của đại úy Glenn và bác sĩ Clary hoàn toàn không nhằm mục đích tìm kiếm Nan và Stat. Đó là một chuyến đi rất đông người và được hậu cần chu đáo của chính phủ nhằm mục đích nghiên cứu sườn phía đông bắc của dãy núi Kilimanjaro khổng lồ, cùng với những vùng đất còn rất ít được biết đến nằm ở phía bắc dạng núi này. Mặc dù cả đại úy và bác sĩ đều biết tin về việc bọn trẻ bị bắt cóc từ Medinet El Fayum, vì các nhật báo Anh và Ả Rập đều đưa tin này, nhưng họ nghĩ rằng cả hai trẻ hoặc đã chết hoặc đang rên xiết trong cảnh nô lệ ở xứ sở của tên Mahdi, nơi mà không một người dân châu Âu nào trốn thoát. Ông Clary có người chị lấy ông Rawlinson ở Bombay, rất yêu thích cô bé Nan trong chuyến đi tới Cairo, cảm thấy vô cùng đau đớn vì cô bé mất đi. Song cả hai ông nói chung cũng chân thành thương tiếc cậu bé cương nghị. Đã mấy lần liền, từ Mombasa họ gửi điện đến ông Rawlinson để hỏi thăm xem đã tìm thấy bọn trẻ chưa. Và mãi cho tới khi nhận được bức điện cuối cùng, điện đến từ trước khi họ lên đường khá lâu, với câu trả lời mang tin buồn, thì cả hai mới từ bỏ mọi hy vọng. Thậm chí, họ không hề nghĩ rằng bọn trẻ vốn bị giam ở thành Khartoum xa xôi lại có thể xuất hiện ở vùng này. Tuy nhiên, thường thường về đêm, sau khi kết thúc những công việc ban ngày, họ lại trò chuyện về bọn trẻ. Vì bác sĩ không sao quên nổi cô bé xinh xắn tuyệt vời nọ. Trong khi đó, chuyến đi của họ càng ngày càng tiến xa. Sau khi dừng chân một thời gian lâu trên các sườn phía đông của dãy núi Kilimanjaro, sau khi đã khảo sát nguồn sông Sabak và Tani cùng ngọn núi Kenya, đại úy và bác sĩ quặt về phía bắc. Rồi sau khi vượt qua vùng Guaso Nijiro lầy lội, họ tiến vào một vùng đồng bằng rộng lớn, không cư dân, chỉ có những đàn linh dương không tính xuể sinh sống. Sau hơn 3 tháng đi đường, cần để cho mọi người được nghỉ ngơi một thời gian dài. Vậy nên đại úy Glenn, sau khi phát hiện được cái hồ nhỏ nhiều nước, một thứ nước màu nâu nâu nhưng rất lành, liền ra lệnh hạ trại tại đó và tuyên bố nghỉ 10 ngày. Trong khi dừng chân nghỉ, hai người da trắng thường lo việc săn bắn, chỉnh lại những ghi chép về địa lý và tự nhiên. Còn những người da đen thì rong chơi theo đúng sở thích của họ. Một ngày kia, bác sĩ Clary dậy sớm, và khi đến bên bờ hồ, ông trông thấy khoảng 10 người Zanzibar trong đoàn đang ngước mắt nhìn lên một ngọn cây cao, lặp đi lặp lại một cách luẩn quẩn. Chim, không phải chim, chim. Bác sĩ bị cận thị nên bảo người về lều mang lại cho mình cái kính dã chiến. Rồi nhìn qua kính lên cái vật những người da đen đang chỉ trỏ, và một nỗi kinh ngạc hiện lên trên mặt ông. Hãy mời đại úy đến ngay, ông bảo. Song trước khi những người da đen kịp chạy đến nơi, đại úy đã hiện ra trước cửa lều vì ông đang định đi săn linh dương. Trong này, anh Glenn, bác sĩ vừa nói vừa trỏ lên cây. Đến lượt đại úy cũng ngửa đầu nhìn lên, lấy tay che mắt và ngạc nhiên không kém bác sĩ. Cái diều, ông kêu lên. Phải, nhưng những người da đen không biết thả diều, từ đâu đó bay lại đây mới được chứ. Có lẽ có một cái làng da trắng nào hay một đoàn truyền giáo nào đang ở gần đây chăng? Gió đã thổi từ hướng Tây suốt 3 ngày nay rồi, nghĩa là thổi từ phía vùng ta chưa biết, vùng mà hình như cũng không người như cái đồng hoang này vậy. Mà anh cũng biết đấy, vùng này đâu có làng nào, cũng có đoàn truyền giáo nào đâu. Vậy thì lạ thật nhỉ? Phải lấy cho được, có thể chúng ta sẽ biết được nó xuất phát từ đâu chăng? Đại úy ra lệnh, cái cây cao vài chục mét, nhưng những người da đen trong chớp mắt đã leo lên đến ngọn, cẩn thận lấy cái diều đang bị vướng xuống, đưa cho bác sĩ. Bác sĩ vừa nhìn cái diều đã bảo ngay. Có những chữ gì đây này? Ta đọc xem. Rồi nheo mắt lại, ông bắt đầu đọc. Bỗng nhiên, mặt ông biến đổi hẳn,
tay run run. Anh Glenn, ông nói, anh hãy cầm lấy đọc lên và bảo cho tôi biết xem tôi có bị say nắng không và trí óc tôi có hoàn toàn minh mẫn hay không. Đại úy cầm lấy cái gọng diều bằng tre có dán tờ giấy và đọc như sau. Nelly Rawlinson và Stanislav Starkovsky bị đưa từ Khartoum đi Fashoda, rồi từ Fashoda bị đưa về phía đông sông Nin, đã thoát khỏi tay bọn phiến loạn. Sau nhiều tháng đi đường, chúng tôi đã đến được một cái hồ nằm ở phía nam Abyssinia. Chúng tôi đang đi về phía đông, yêu cầu được cứu ngay. Ở rìa tờ giấy có một dòng ghi thêm bằng nét chữ nhỏ hơn. Cái diều này là thứ 54 được thả lên từ dãy núi vây quanh cái hồ chưa có tên trong địa lý. Ai nhặt được xin chuyển cho công ty kênh đảo ở Port Stider hoặc cho đại úy Glenn ở Mombasa. Stanislav Starkovsky. Khi giọng đọc của đại úy đã lặng đi, cả hai người bạn cùng im lặng nhìn nhau. Cái gì thế này? Mãi sau, bác sĩ Clary mới hỏi. Tôi không tin vào mắt mình nữa, đại úy trả lời. Nhưng đây đâu phải là ảo ảnh. Không phải. Rõ ràng có viết Nelly Rawlinson và Stanislav Starkovsky. Thật là rõ ràng. Sao bọn trẻ lại có thể ở vùng này được nhỉ? Chúa đã cứu thoát chúng, rất có thể là như thế. Tạ ơn người, bác sĩ nhiệt thành kêu lên. Nhưng biết tìm bọn chúng ở đâu bây giờ? Trên diều không còn viết thêm gì nữa à? Còn vài chữ nữa, nhưng đúng vào chỗ bị cành cây chọc thủng, khó mà đọc nổi. Cả hai chụm đầu xuống tờ giấy, và sau khi nghiên cứu khá lâu, họ mới đánh vần được nổi. Mùa mưa qua đã lâu. Thế có nghĩa là gì? Bác sĩ hỏi. Có nghĩa là thằng bé không còn tính được thời gian nữa. Và bằng cách này nó muốn báo gần đúng thời gian. Anh nói phải lắm. Và như thế có nghĩa là chiếc diều này mới thả cách đây chưa lâu. Nếu đúng như thế thì bọn trẻ ở cách đây không xa. Cuộc trò chuyện sôi nổi đứt đoạn còn kéo dài một chút nữa. Rồi hai người bạn lại nghiên cứu cái tài liệu nọ một lần nữa. Mỗi người đều nghiền ngẫm riêng mình thật kỹ, mỗi lời, mỗi chữ ghi trên đó. Song việc này khó tin đến nỗi, giá như nó không xảy ra đúng vào cái vùng hoàn toàn không có người Âu sinh sống và cách bờ biển những 600 cây số, thì hẳn bác sĩ và đại úy đã cho rằng đó là một trò đùa không phải lúc mà một bạn trẻ người Âu nào đó hoặc những đứa con nuôi của một đoàn truyền giáo nào đó đã bày đặt ra sau khi đọc tin về việc bọn trẻ bị bắt cóc qua các báo mà thôi. Song thật khó mà không tin vào chính mắt mình. Họ đang cầm cái diều thật trong tay, trên đó nổi rõ lên những hàng chữ màu đen đã hơi mờ đi. Ấy thế mà vẫn còn nhiều chuyện họ không sao hiểu nổi. Bọn trẻ kiếm đâu ra giấy để làm diều? Nếu như có một đoàn thương khách nào đó cho chúng giấy, thì hẳn là chúng đã nhập luôn vào đó và đâu cần cầu xin cứu viện nữa. Vì những lý do gì mà cậu bé không cố gắng cùng với cô bạn đồng hành nhỏ bé của mình chạy trốn sang Abyssinia? Vì sao bọn phiến loạn đẩy bọn trẻ về phía đông sông Nin, tới vùng đất chưa có người biết đến? Làm cách nào chúng có thể thoát khỏi tay bọn canh giữ? Chúng ẩn náu ở đâu? Bằng phép màu nhiệm nào mà suốt hàng tháng trời đi đường ròng rã, chúng không bị chết đói, không làm mồi cho dã thú? Vì sao những người dã man không giết chúng? Tất cả những câu hỏi đó đều không có câu trả lời. Tôi không hiểu gì cả, tôi không thể hiểu gì cả. Bác sĩ Clary lặp đi lặp lại. Hỏa chăng đó là sự kỳ diệu của Chúa? Chắc chắn là thế, đại úy đáp. Rồi ông nói thêm. Nhưng cả cái thằng bé ấy nữa chứ, vì rõ ràng đây là công lao của nó. Nó đã không bỏ rơi con bé, cầu Chúa ban phước lành cho cái đầu và đôi mắt của thằng bé. Stanley,
Thậm chí cả Stanley cũng không thể sống nổi quá 3 ngày trong những điều kiện như thế. Ấy thế mà bọn trẻ lại sống nổi. Và chúng đang cầu cứu, chấm dứt chuyện nghỉ ngơi, lên đường ngay lập tức. Và họ làm đúng như thế. Dọc đường, hai người bạn lại nghiên cứu tài liệu một lần nữa, vì họ tin rằng có thể tìm thấy trong đó lời chỉ dẫn về phương hướng mà họ cần phải đi để cứu bọn trẻ. Nhưng không cần chỉ dẫn nào hết, đại úy dẫn đoàn đi theo đường rích rắc với hy vọng là có thể sẽ gặp một đống lửa đã tắt hoặc những dấu hiệu nào đó khắc trên vỏ cây. Họ cứ đi như thế mấy ngày liền. Không may, sau đó họ tiến vào một vùng đồng bằng hoàn toàn không có cây cối gì, chỉ phủ đầy những bụi thạch thảo cao và những lùm cỏ khô khốc. Nỗi lo lắng bắt đầu hành hạ hai người bạn. Trên cái khoảng không gian mênh mông này, thậm chí có thể dễ dàng bỏ qua cả những đoàn khách thương lớn, chứ chưa nói tới hai đứa trẻ con. Mà theo tưởng tượng của họ, đang bò trườn ở đâu đó như hai con sâu nhỏ giữa những bụi thạch thảo còn cao hơn chúng nữa. Lại một ngày nữa trôi qua, những cái lọ đựng giấy để lại trong các bụi cây cũng như những đống lửa ban đêm không hề giúp được gì. Đại úy và bác sĩ đôi khi đã bắt đầu cảm thấy mất hy vọng, không hiểu liệu có tìm thấy bọn trẻ hay không, nhất là có tìm thấy chúng còn sống hay không. Tuy nhiên, họ vẫn tìm kiếm một cách nhiệt thành suốt mấy ngày nữa. Những đội tuần tra mà đại úy Glenn phái đi sang bên trái và bên phải cho biết rằng tiếp theo đấy sẽ là vùng hoang mạc khô cằn hoàn toàn, không có nước. Cho nên khi tình cờ tìm thấy nước trong một khe đất, họ đành phải dừng lại để lấy nước, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp tục. Cái khe thực ra chỉ là một hẻm sâu chừng 10 mét và rất hẹp. Dưới lòng khe có nguồn nước nóng sủi bọt như sôi vì nó chứa axit carbonic. Song sau khi để nguội đi, nước lại rất tốt và rất lành. Nguồn nước dồi dào đến nỗi cả 300 người trong đoàn cũng không thể khiến nó cạn được. Ngược lại, họ càng lấy nhiều nước bao nhiêu thì nguồn lại càng phun mạnh và khiến cho khe càng đầy hơn bấy nhiêu. Cũng có thể với thời gian, vùng này sẽ thành một nơi chữa bệnh, bác sĩ Clary nói. Nhưng hiện nay thì bọn thú không uống được nước này vì hai sườn khe quá dốc. Liệu bọn trẻ có tìm ra được một nguồn nước tương tự như thế này không nhỉ? Đại úy hỏi. Không rõ, cũng có thể là trong vùng này có nhiều nguồn nước, nhưng nếu không thì bọn trẻ chết mất vì thiếu nước. Đêm đến, họ đốt lên những đống lửa heo hắt, mặc dù không dựng hàng rào chắn, vì chẳng biết dựng bằng gì. Sau khi ăn tối, bác sĩ và đại úy ngồi trên những chiếc ghế gấp và vừa hút thuốc vừa trò chuyện về những điều đang đè nặng nhất lên trái tim họ. Không có lấy một dấu vết nào hết, ông Clary thốt lên. Mình đã định, Glenn đáp, phái 10 người của chúng ta đi đến bờ biển để đánh điện báo là đã có tin của bọn trẻ. Nhưng thật mừng là mình đã không làm việc đó, vì chắc là những người này sẽ chết dọc đường. Mà nếu họ có đến nơi được chăng nữa thì khuấy lên cái hy vọng hão huyền làm gì, để lại khiến cho nỗi đau trở lại. Bác sĩ nhấc cái mũ ra khỏi đầu, lau trán đẫm mồ hôi. Này, ông nói, nếu như chúng mình quay trở lại cái hồ ấy, chặt thật nhiều cây và đêm đêm đốt những đống lửa thật to, thì có thể bọn trẻ sẽ thấy được đấy. Nếu như chúng ở gần thì thể nào chúng mình cũng đã tìm được chúng. Còn nếu như chúng ở xa thì sự lồi lõm của địa hình sẽ che mất ánh lửa. Cái bình nguyên này có vẻ bằng phẳng, nhưng thực ra đầy gò đống, lượn sóng như mặt đại dương. Thêm nữa, nếu đi lùi lại thì chúng mình bị mất thêm khả năng tìm ra dấu vết của bọn trẻ. Anh hãy nói thẳng xem, không còn tí hy vọng nào nữa à? Bạn thân yêu ơi, chúng ta là người lớn, mạnh khỏe và tháo vát. Thế nhưng cậu hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng mình chỉ có độc hai đứa rời vào xứ này. Cứ cho là có cả khí giới đi, nhưng không có lương thực và không có người nào khác. Phải,
Đáng buồn là đúng như vậy. Tôi hình dung ra cảnh hai đứa trẻ đi qua vùng hoang mạc trong một đêm như thế này. Đói, khát, thú dữ. Ấy thế mà thằng bé lại viết rằng chúng nó đã đi nhiều tháng dòng. Thế nên trong chuyện này có cái gì đó vượt quá sức tưởng tượng của mình. Một hồi lâu, trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thuốc lá đang ngún cháy trong nõ tàu. Bác sĩ nhìn đăm đăm vào bóng đêm nhợt nhạt, rồi hạ giọng nói. Khuya rồi, nhưng tôi không thấy buồn ngủ. Cứ nghĩ rằng bọn trẻ còn sống, vẫn đang lang thang đâu đó trong ánh trăng, giữa những bụi thạch thảo khô khốc này. Mỗi mình hai đứa trẻ con như thế. Anh có nhớ không, Glenn, cái khuôn mặt đầy vẻ thiên thần của cô bé? Nhớ chứ, mình không sao quên được. Ôi, tôi sẵn sàng để cho chặt cánh tay mình nếu như... Ông không nói hết câu, vì đại úy Glenn bật dậy như bị bỏng. Pháo hiệu, ở phía xa. Ông kêu lên, pháo hiệu. Pháo hiệu, bác sĩ lặp lại. Có một đoàn người nào đó đang ở phía trước chúng ta. Có thể là họ đã tìm thấy bọn trẻ. Có thể, mau đến với họ đi. Tiến lên. Những mệnh lệnh của đại úy trong chớp mắt loan ra toàn trại. Những người Janjiba bật dậy, những ngọn đuốc được thắp sáng lên ngay. Để trả lời lại tín hiệu phía xa, ông Glenn cho đốt liền mấy cái pháo hiệu, cái nọ tiếp theo cái kia, rồi sau đó cho bắn mấy loạt súng. Chưa đầy 15 phút sau, cả trại đã lên đường. Từ phía xa, có những tiếng súng đáp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một đoàn người Âu đang kêu gọi sự giúp đỡ vì một lý do chưa tường nào đó. Đại úy và bác sĩ thi nhau chạy, vừa hy vọng vừa phập phồng lo sợ. Họ có tìm thấy bọn trẻ hay không? Bác sĩ nhủ thầm trong bụng rằng nếu như không thì chắc hẳn trên con đường tiếp theo đó họ chỉ còn tìm thấy xác của chúng giữa những lùm thạch thảo kinh khủng này mà thôi. Nửa giờ sau, một cái gò nhô lên trong số những chỗ lồi lõm được nói tới trên kia đã chắn mất tầm mắt của hai người bạn. Nhưng họ đã tới gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng vó ngựa. Chỉ mấy phút sau, trên sườn đồi đã hiện ra một kỵ sĩ đang ôm giữ một vật gì đó to lớn màu trắng. Giơ đuốc lên cao, Glenn ra lệnh. Đúng vào lúc đó, người kỵ sĩ nọ dừng ngựa trong vùng ánh sáng. Nước, nước, bọn trẻ, bác sĩ Clary thét lên. Nước, Stat lặp lại. Và em gần như ném nem vào tay đại úy rồi nhảy xuống ngựa. Xong ngay tức khắc, em lảo đảo và ngã vật xuống như chết. VTC Now.